Quý vị đang trở lại với chương trình Tìm Người Thân trên băng tần Lido Sài Gòn TV. Và đây là chương trình live hoàn toàn trực tiếp đến với quý vị khán giả với băng tần này 57.7 và Galaxy 19 khắp toàn tiểu bang Hoa Kỳ. Quý vị gọi phone vào cho chúng tôi 714-893-3264 hoàn toàn miễn phí. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân, đây là anh Tuấn ạ. Hello. Dạ, tôi là hai dòng tôi là Nguyễn Tống Quốc và vợ tôi là Đặng Thị Nhàn, Đặng Thị Cúc ấy. Dạ, vâng. Dạ. Và hôm nay hai vợ chồng ông muốn tìm ai ạ? Dạ, tôi muốn tìm hai người thân, bạn thân của tôi lúc mà xưa tôi ở trại tị nạn Gia Lăng, Indonesia đó. Dạ. Dạ, tôi có hai người bạn thân ở đó, một người đó là Trần Thế Hoàng. Dạ. Dạ, người đó thì đi định cư ở Hawaii á. Dạ vâng. Và có người có người chị bán nhà hàng, tôi chỉ nhớ vậy thôi. Dạ. Và còn một người nữa thì là Phan Thị Phương Phi. Phương Phi phải không ạ? Dạ. Dạ, Phan Thị Phương Phi. Dạ vâng. À, người bạn Phan Thị Phương Phi là đi chung tàu với chúng tôi á. Dạ. Đây là tàu TB-115 á. Dạ. Dạ, TB-115 á. Chúng tôi, khi mà người bạn nó đi định cư, chúng tôi nó mất liên lạc. Và đi định cư ở Cali á. Giờ chúng tôi mất liên lạc, chúng tôi muốn tìm lại những người bạn đó. Xin nhờ tổng đài giúp giùm á. Dạ vâng. Và vào khoảng năm mấy ạ? À? Lúc mà đi chung tàu đây ạ? Dạ, chúng tôi tới đảo vào năm tháng 12 năm 1989. Dạ. Và coi như là lúc mà đi trên chung tàu này định cư ở Cali là coi như mất liên lạc luôn phải không thưa ông? Dạ, đi định cư là mất liên lạc luôn á. Dạ vâng, xin ông Quốc cho số phone tay của ông đang liên lạc ạ. À, 225. Dạ. 202-8111. 8111. Dạ. Dạ vâng, 8111. Dạ vâng, hy vọng là nếu như mà ông Trần Thái Hoàng cũng giống như cô Phan Thị Phương Phi nghe được tin này, liên lạc với ông trong thời gian sớm nhất nha. Dạ. Dạ, tàu TB bê bò phải Pi. Dạ vâng, TP, dạ vâng, TB bò. Dạ vâng, 1115. Cảm ơn nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn ông ạ. Dạ vâng. Quý vị, thế đó là trường hợp của ông Nguyễn Quốc Tuấn và bà Đặng Thị Cúc muốn tìm hai người bạn thân. À, khi trước ở chung trại tị nạn Ga Lăng, trên người đầu tiên đó là ông Trần Thái Hòa. Được biết là ông Trần Thái Hòa đã định cư ngay tại Hawaii và có chị bán nhà hàng. Người thứ hai là Phan Thị Phương Phi đi chung tàu TB-1115 khoảng năm tháng 12 năm 89, nay định cư ở California. Hai người này nghe được tin này xin liên lạc với ông Quốc và chị Cúc ở 225-202-8111. Và anh Tuấn xin tiếp chuyện với vị khách tiếp theo. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân ạ. À. Hello. Dạ vâng ạ. À. Xin gọi vào cho chương trình Người Thân ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Xin chào ông ạ. À. Xin ông cho biết quý danh. Dạ, tôi tên trong giấy tờ là Bùi Văn Thành, nhưng mà tên thường gọi ở nhà là Bùi Văn Sinh ạ. À. Dạ vâng. Hôm nay ông Thành muốn tìm ai ạ? À? Dạ hôm nay tôi muốn tìm người chị bà con ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Chị bà con của ông tên gì và sinh năm bao nhiêu ạ? À? Dạ bà chị bà con tên là Bùi Thị Tuyết Lan ở trong giấy khai sinh, còn tên ở nhà thường gọi là Bùi Thị Bình ạ. À. Dạ vâng. Sinh năm 1956 ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Và lý cha là Bùi Vũng Cầu ạ. À. Dạ. Cha là Bùi Vũng Tàu. Cha là Bùi Hữu Cầu. Dạ vâng, Bùi Hữu Cầu. Dạ vâng. À, trước nhà ở Vũng Tàu ạ. Dạ vâng. Ở khóm xóm mới Vũng Tàu ạ. Dạ vâng. Và lý do vì sao mất liên lạc ạ? À? Và mất vào liên lạc vào năm bao nhiêu ạ? À? À, từ cái hồi mà chị qua Mỹ tới giờ là không có liên lạc gì hết ạ. Dạ vâng, khoảng năm bao nhiêu ạ? À? Dạ khoảng năm... không nhớ là năm bao nhiêu đó, nhưng mà khoảng từ năm 70 79 80 vậy ạ. Dạ, 70 vâng. 70 70 78 77 vậy ạ. Dạ vâng ạ, à, trong những cái khoảng thời gian đó phải không ạ? Dạ vâng, ông Bùi Văn Thành cho Tuấn cái số phone tay của ông nha. Dạ vâng ạ. Dạ, phone tay số phone tay của tôi là
909. Dạ. Dạ, số công tay là 909-542-7567 ạ. 567. Dạ vâng, chúng tôi đã có những cái thông tin này của ông rồi và hy vọng là người chị bà con của ông hay là những người bà con khác, những người bạn của cô Bùi Thị Viết Lan nghe được tin này sẽ liên lạc với ông nhé. Bùi Thị Lan à? Dạ, Bích Lan. Bùi Thị Viết Lan nhưng mà Tuyết. Tên ở nhà thường tên thường gọi là Bùi Thị Bình đó. Dạ vâng, Bùi Thị Bình, dạ vâng ạ, sinh năm 56. Dạ vâng, cảm ơn ông ạ. Của ông Bùi Hữu Cầu ạ. Dạ vâng, dạ vâng, chúng tôi đã có những cái thông tin chính xác này rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn ông, chúc ông một ngày tốt lành. Dạ, dạ, dạ. Dạ vâng. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân à, hello. À, cho tôi nhắn tin hai tin nhắn nhé. Dạ vâng. À, tôi muốn tìm anh là Bờ Lô Khen qua Mỹ Thái Tây năm 75 à. Dạ vâng, xin nhắc lại tên của người cô muốn tìm à. À, tìm anh Bờ Lô Khen. Bờ Ro. Bờ Lô Khen á. Dạ vâng, Bờ Ro Sen. Dạ vâng ạ, à, chúng quan Mỹ tháng 3 năm 75 đi học và bà Lê Thị Đào đi tản qua tòa đại sứ Mỹ ngày 28 tháng 4 năm 75. Còn một tin nhắn nữa là Lê Thị Bình trước ở Thị Nghè 1975, nay ở đâu? Xin liên lạc lại số phone là 714-909-4002. Dạ vâng, xin cô cho biết quý danh của cô ạ. À, thật. Dạ xin xin lỗi ạ, bao nhiêu là tên gì ạ? Tên là John Thật á. Dạ vâng, John Thật. Dạ vâng, xin cảm ơn ông John Thật và hy vọng là sẽ có những cái tin tức của anh Bronson. Dạ vâng, xin cảm ơn, chúc ngày tốt lành. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân ạ, à. Đây là anh Tuấn, hello. Hello. Dạ vâng, xin chào cô. Hello. Vâng, xin chào cô đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân. Ok, tôi là Nguyễn Văn Tân. Dạ vâng. Đi Mỹ 1981, có tìm, xin tìm anh cũng tên là Tấn, mà đi học chung SE, đi học chung ESL đó. Dạ. Mà ông xã tôi muốn tìm cái anh đó cũng tên là Tấn luôn đó, thì nếu mà anh có nghe được thì số phone của tôi là Dạ vâng, xin tiếp tục ạ. Số phone của tôi là 951. Dạ. 427-3514. 3514. Dạ vâng, chúng tôi cần thêm một chút xíu những cái thông tin này, đó là tìm anh Tấn lúc chồng của cô và ông Tấn học chung ESL trường nào, năm mấy và lý do. Ở Villa Pi Đông á, Villa Pi Đông. Ở đảo Pi Đông. Ok. Vâng, ở đảo Pi Đông rồi sang sân UCA thì không gặp nữa, nhưng mà anh ấy đi trước, thành thử ra bây giờ chúng tôi muốn tìm anh ấy đấy. Ồ, là qua Mỹ khoảng năm mấy vậy thưa cô? Năm 81 ạ. Dạ vâng, 1981. Cuối năm 81 là năm tháng 12 năm 81. Dạ vâng, cảm ơn cô. Chúng tôi đã có những cái thông tin này rồi và hy vọng là cái ra tàu của nó là CB439. Dạ vâng, tàu CB439. Dạ vâng, cảm ơn cô. Hy vọng là cô sẽ có những cái thông tin trong thời gian sớm nhất cô nhé. Dạ. Dạ vâng. Quý vị đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân ạ. À. Hello. Dạ. Dạ vâng, xin chào ạ. Quý ông đang gọi vào trong chương trình Tìm Người Thân, xin ông cho biết quý danh của ông. Tên là Hoàng Văn Thường. Dạ vâng. Hôm nay ông Hoàng Văn Thường tìm ai ạ? Tôi tìm anh rể là Nguyễn Văn Ban. Dạ. Cấp bậc đại úy hải quân. Dạ. Lúc đóng ở Vũng Tàu rồi bị bắt ở Vũng Tàu, xong rồi mất tích luôn từ năm 75 tới giờ luôn. Dạ. Gia đình ở bên Pháp á. Dạ. Coi như là từ năm 75 là mất tích cho tới tận bây giờ luôn, 40 năm rồi đó ạ. Không có quyền gì hết, không có tin tức gì, vợ con xuống thăm lần mới mất tích luôn. Là khi vợ là Hoàng Thị Linh, con là Hoàng Thị Thúy Vi. Dạ vâng, như vậy là số phone của ông Thường nếu như mà chúng tôi có liên lạc ạ. Dạ, 678-677-4312. Vâng, xin cảm ơn ông Thường, hy vọng là ông sẽ có những cái tin tức của người anh rể này trong thời gian sớm nhất. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ vâng. Thưa quý vị, đó là trường hợp cuối cùng
Bây giờ thời gian của chương trình Tìm Người Thân đã tạm kết thúc. Và trong tuần sau, chúng tôi cũng sẽ mở đường line trực tiếp để quý vị có thể gọi vào. Trong trường hợp cuối cùng này, đó là ông Nguyễn Hoàng Văn Thường muốn tìm anh rể là Nguyễn Văn Bang. Trường hợp này thì nếu như quý vị nào ở trong khu vực đóng tại Vũng Tàu thì có những cái tin tức về ông Nguyễn Văn Bang này thì quý vị có thể gọi cho ông Hoàng Văn Thường ở 678-677-4312. Với hơn 300 trường hợp vào hơn 5 tháng vừa qua thì chúng tôi mong mỏi quý vị có những cái thông tin gì, những cái tin vui gì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi qua số phone 714-979-9562. Và mọi thông tin bảo trợ quảng cáo, những cái promotion trong những thời gian sắp tới và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào đúng số phone đó 714-979-9562. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email vào trong chương trình tìm người thân @leadersaigontv.com hoặc gửi thư tay về cho chúng tôi 9191 đường Bosa Avenue CA 92683 tầng 2 trên lầu trước mặt trung tâm thương xá Phước Lộc Thọ. Anh Tuấn kính chúc quý vị có những ngày thật đẹp bên cạnh gia đình và người thân. Chúc quý vị có một ngày ấm áp. Quý vị ngoài trời đang rất ấm áp rồi. Và tuần sau quý vị sẽ cảm giác được thời tiết nó sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Chiều hôm nay xin mời quý vị hãy đón xem chương trình Những Bản Tin Vui Lạ cùng với anh Tuấn và Hằng Ni vào lúc 6 giờ tối chiều nay quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày thứ năm thật an lành.